Đợt mưa lũ tại khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình vào trung tuần tháng 10 vừa qua, đến nay vẫn còn tác động đến cuộc sống người dân vùng bị ngập chìm trong lũ. Phóng viên RFA tiếp tục ghi nhận tình cảnh của người dân trong những ngày mưa sau lũ. Nước đã rút nhưng để lại bao bùn đất, bộn bề nhà cửa, ruộng vườn. Tất cả cần phải được dọn dẹp, sắp xếp trở lại. Đây là lúc mà nhiều nạn nhân định tâm, nhìn ra những thiệt hại vật chất mà dòng nước lũ cuốn mất của gia đình họ. Để ổn định lại cuộc sống, bù đắp cho những thiệt hại, họ rất cần sự hỗ trợ về lâu, về dài của cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Đình Hùng, người dân xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ với chúng tôi nguyện vọng dân lúc này. Thì cái khó khăn nhất thì được là các tổ chức thì cũng là tài trợ để giúp đỡ nhân dân đây để khắc phục lại những cái thiệt hại, thứ nhất là về nhà cửa, về trâu bò, về lợn gà, nói chung là thiệt hại rất lớn vì nước lên nhanh quá, không kịp kịp thì cũng được các tổ chức rồi thì tạo điều kiện giúp cho nhân dân đây để ổn định lại, có một số nhà cửa cũng tan tành thôi. Ông Nguyễn Đình Hùng, ông cũng mong muốn được chính quyền quan tâm đến vùng rốn lũ này. Thì đấy là một cái chỗ là cuối cùng của từ Quảng Bình ra đấy là chỗ thấp nhất, thì vừa xả lũ của đập thủy điện nữa là thì thiệt hại phải nói là lớn nhất cả cái tỉnh Hà Tĩnh này, không phải là riêng Hương Khê. Thì cũng là nhờ là các tổ chức rồi các doanh nghiệp rồi nhà nước cùng hỗ trợ cho dân đây để là mua sắm trâu bò rồi thì sắm sửa nhà cửa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn bàng hoàng, chưa thể quên được thời điểm ngặt nghèo, nước dâng nhanh phải chạy lũ để mong giữ được mạng sống. Lúc đó, sự hỗ trợ cấp cứu thật đáng quý và không thể nào quên. Ông Nguyễn Lê Đức, người dân trong xã cũng chia sẻ một số hỗ trợ ông nhận được từ các nhà hảo tâm. Trong lúc gặp khó khăn, chúng tôi là không có nước ăn, không có nước uống, không có cơm ăn, thì nói chung là về phía giáo hội là cha xứ là cũng đã trực tiếp đã chuyển thiên tần từng hộ dân từng thùng mì tôm đã khẩn cấp cứu được dân trong cái lúc là khi dân là không có sự chủ động. Vấn đề thứ hai thì sau lũ, cùng trong lũ đó thì cùng dịp đó thì về phía chính quyền, về phía nhà nước á, thì ông xóm là cũng có một số là mì tôm rồi là nước uống rồi là nói chung gieo ăn để rồi là phục vụ dân trong những ngày là chốt tại chỗ, trong không thể là đi được chỗ nào, nói chung khoản đó là nói chung cũng được chú đạo đấy. Ông Nguyễn Xuân Khanh, người dân xã Phương Điền cũng cho biết gia đình ông cũng đã nhận được sự giúp đỡ, trợ giúp từ nhiều hội đoàn hảo tâm. Trong lúc đang có nước thì cũng đã có thuyền đem đến tận nhà rồi. Rồi sau cái lụt là đem từ tỉnh nhà là tỉnh gọi như tốm ăn tạm đa cho khỏi chết đa, sau đó lụt ra có thể không thể liệt con đường được thì tỉnh đoàn đến giúp dân thôi, bên giáo sự có, bên xã hội có, bên các cái nhà hảo tâm của doanh nghiệp tư nhân đấy, cũng được biết chứ biết thì là dùng có chúng đội khá đấy đó, đền đủ hết mọi thứ rồi. Tình người là rất quan tâm đến nhau thật, tôi rất cảm động thật. Đối với dân chúng khu vực miền Trung Việt Nam, đối phó với lụt bão là chuyện hàng năm từ bao đời qua. Đến mùa là mưa bão về. Nay do hiện tượng biến đổi khí hậu, trái đất ấm nóng lên, thời tiết còn trở nên bất thường và cực đoan hơn. Tuy nhiên, trong thời đại khoa học hiện nay, cơ quan chức năng và chính phủ có thể có những dự báo chính xác, có những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu tác động của thiên tai đến đời sống con người. Ngoài ra, chính quyền có trách nhiệm ngăn chặn không để xảy ra nhân tai cộng với thiên tai như vừa qua tại Hà Tĩnh và Quảng Bình.